Trong cộng đồng các dân tộc sinh sống tại huyện miền núi Nho Quan, người Mường chiếm hơn 17% dân số. Thời gian qua, nhiều thôn bản đã xây dựng nhà văn hóa theo kiến trúc nhà sàn truyền thống của dân tộc mình, từ đó nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của địa phương. Được sự hỗ trợ của nhà nước, sự đóng góp tích cực của nhân dân, năm 2021, nhà văn hóa thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình được xây dựng mới theo kiến trúc nhà sàn. Thôn có gần 160 hộ, trong đó 100% là đồng bào dân tộc theo đạo Công giáo. Từ khi nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, việc tổ chức hội họp, sinh hoạt diễn ra thường xuyên và thuận lợi hơn. Người dân hào hứng tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Trong cái phong trào mà xây dựng nông thôn mới thì được quan tâm ở trên thì đã giúp đỡ cho thôn tôi là được cái nhà văn hóa như thế này, nên tôi cũng rất là ấn tượng. Bà con là rất mừng và rất khấn khởi. Cái nhà sàn là tượng trưng cho người dân tộc của chúng tôi, giữ lại để cho con cháu sau này và dạy cho con cháu biết về cái nét đẹp của bản sắc của dân tộc Mường của chúng tôi ở thôn Đồi Bồ. Nhà văn hóa thôn Nga Ba, xã Cúc Phương được xây từ khá lâu theo kiến trúc nhà sàn truyền thống. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng đã bị xuống cấp. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân đã đóng góp kinh phí trên 400 triệu đồng và hàng trăm ngày công để sửa sang lại nhà văn hóa khang trang hơn. Điều mà bà con trong thôn tự hào nhất là sau khi được nâng cấp, nơi đây vẫn giữ được những giá trị vốn có cả về kiến trúc, văn hóa và là điểm sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa. Nhà văn hóa của chúng tôi thì đặc trưng là cái nhà sàn. Nhà sàn là cái cổ xưa ngày chúng tôi, đúng ngày xưa là chúng tôi lại sống ở trong nhà sàn. Thôn thì rất là cần giữ được cái nhà văn hóa và cái nhà sàn theo cái bản sắc dân tộc Mường của chúng tôi ở đây ấy, thì đây là cái niềm vui lớn cho bà con nhân dân. Tất cả mọi người dân ở trong thôn đã tập trung, đã nhiệt tình và đã đóng góp và đã xây dựng từ cái sức lực của con người, rồi từ cái đóng góp về vật chất, về tinh thần rất là cao, cho nên nó mới được cái cơ đồ như ngày hôm nay. Từ xa xưa, ngôi nhà sàn đã gắn với lịch sử văn hóa của đồng bào dân tộc Mường, là biểu hiện của lối sống, phong tục tập quán, tín ngưỡng, chứa đựng cả một kho tàng văn hóa vô cùng đặc sắc. Ngày nay, nhiều ngôi nhà sàn mới được xây dựng vẫn cơ bản mang dáng dấp của nhà sàn truyền thống, nhưng các vật liệu xây dựng đã được thay đổi để phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế. Nhiều địa phương đặc biệt quan tâm bảo tồn, gìn giữ, nhân rộng các mô hình nhà sàn truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa. Thì chúng tôi duy trì thứ nhất là đối với ngôi nhà sàn truyền thống mà đang vận động nhân dân để thực hiện tiếp tục xây dựng các cái nhà sàn truyền thống. Trong đó thì đối với chính quyền thì vận động các thôn tổ chức xây nhà văn hóa thôn bằng nhà sàn để duy trì cái nét văn hóa dân tộc. Và tập trung vào xây dựng các cái cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các nhà văn hóa thôn. Trải qua thời gian, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Mường đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, việc gìn giữ nét đẹp nhà sàn truyền thống ở Nho Quan đã minh chứng rõ nét về sức sống lâu bền của những giá trị văn hóa độc đáo vẫn đang được gìn giữ và phát huy trong đời sống xã hội.